đại diện chủ đầu tư dự án BOT xa lộ Hà Nội, khẳng định giải bê tông dưới chân cầu rạch chiếc chỉ đặt tạm, không có chuyện ngăn cản người dân. Chiều 30 tháng 5, những giải bê tông chắn ngang dưới chân cầu rạch chiếc, TV Thủ Đức đã được tháo dỡ. Hình ảnh giải phân cách chắn ngang dưới chân cầu rạch chiếc, được chủ đầu tư dự án BOT xa lộ Hà Nội, lắp đặt chiều 28 tháng 5. Trước đó, chiều 28 tháng 5, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, CI đơn vị quản lý BOT xa lộ Hà Nội, tiến hành lắp đặt khoảng 8 giải phân cách dọc vị trí giáp danh giữa đường song hành với đường, dưới dạ cầu dạch chiếc. Những giải phân cách này dùng để chặn dòng phương tiện lưu thông trên đường song hành, hướng khu dân cư Bắc dạch chiếc đổ xuống đường dưới cầu dạch chiếc để đi tắt lên cầu, vào trung tâm TP. Sau khi lắp đặt, người dân phản ứng khi phải đi xa hơn và họ cho rằng, đơn vị BOT cố tình ngăn đường, ép buộc người đi ô tô phải di chuyển qua đường song hành trái, vào trạm thu phí để tận thu. Chiều 30 tháng 5, những giải phân cách đã được tháo rỡ sau 2 ngày, ngáng đường. Ông Nguyễn Thanh Nam, giám đốc ban điều hành dự án xa lộ Hà Nội, công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, cho biết giải bê tông dưới cầu rạch chiếc chỉ là để tạm nhằm phục vụ thi công hoàn thiện phần đường song hành phải thuộc phường Phước Long A theo yêu cầu của Sở Giao thông Vận tải. Chúng tôi đặt tạm để ngăn xe không đi qua khu vực thi công. Nếu trong quá trình thi công mình không đặt giải phân cách ở đó, xe chạy vào thì không thể lắp ván khuôn đổ bê tông ông Nam lý giải. Ông Nam cho biết, chiều 30 tháng 5, công nhân bắt đầu tháo ván khuôn để tiến hành lấp đất lề đường khi bê tông đông cứng. Xong rồi thì mình tháo giải phân cách ra, chứ đặt ở đó làm gì? Chúng tôi chỉ để tạm chứ có xây tường chắn, rào gì đâu ông Nam lý giải. Đơn vị thi công đổ đất để tiến hành để bó vỉa hè đường song hành, dưới chân cầu rạch chiếc. Theo tìm hiểu của phóng viên, thiết kế bó vỉa hè sau khi hoàn thành thì phần lề đường song hành trái, nơi lắp đặt giải bê tông vừa tháo, sẽ cao hơn mặt đường 15 cm, rộng 1 đến 2 m. Như vậy, phần vỉa hè này trong thời gian tới sẽ thay thế những giải phân cách vừa tháo để làm nhiệm vụ đóng đường dưới cầu rạch chiếc. Thông tin về việc đóng đường tạm dưới cầu rạch chiếc, ông Nam cho biết đường này không có trong quy hoạch, chỉ là đường tạm để thi công cầu rạch chiếc. Việc duy trì hệ thống đường tạm trong thời gian ban đầu là để phục vụ công tác tuần tra, duy tu cầu rạch chiếc. Nay đường song hành ở khu vực này đã hoàn thành, nhiệm vụ của đường tạm đã xong cần phải đóng lại, trả lại mặt bằng theo quy hoạch ông Nam nói. Sau khi đóng, hai con đường tạm bên cầu rạch chiếc sẽ được trồng mảng xanh thuộc hành lang bảo vệ cầu và công viên. Hiện CII đang phối hợp với ban quy đường sắt đô thị TP, chủ đầu tư dự án tuyến đường sắt Bến Thành, Suối Tiên và dự án trồng tăng cường mảng xanh dọc tuyến xa lộ Hà Nội để bàn giao mặt bằng hai bên cầu rạch chiếc nhằm đẩy nhanh việc thi công trồng mảng xanh công viên khu vực cầu rạch chiếc nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị đại diện chủ đầu tư dự án BOT Sa lộ Hà Nội, khẳng định giải bê tông dưới chân cầu rạch chiếc chỉ đặt tạm, không có chuyện ngăn cản người dân. Chiều 30 tháng 5, những giải bê tông chắn ngang dưới chân